Tại sao lại như vậy? Anh thôi đi Nguyễn. Tại ba của anh, tại mẹ của tôi. Đúng rồi, là tại ông bà, chính là do ông bà. Anh nói với tôi là ba anh chết rồi mà Nguyễn. Chuyện ông sống chết thì có liên quan gì tới chuyện huyết thống hả? Vậy tụi mình là anh em, tụi mình có chung huyết thống hả? Thư à, Thư à, anh buông tôi ra, anh buông tôi ra, anh buông tôi ra. Thư, tới đây làm gì? Ông gặp lại mẹ tôi chưa? Bà ta còn sống, ông có biết không? Bà ta vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại trên cuộc đời này. Vậy mà tôi cứ tưởng tôi là đứa mất mẹ chứ. Nếu bà còn sống thì đừng có gặp lại bà, đừng quan tâm gì hết, đi đi. Con Thư không có ở nhà. Tôi đến gặp bà. Có khi nào bà muốn gặp lại đứa con trai đã bị bà bỏ rơi hay không? Bà bỏ rơi con ruột của mình như vậy, bà ác lắm. Nguyễn,
có phải là con không? Là con phải không Nguyễn? Nguyễn, Nguyễn à, Nguyễn, bà thỉnh rồi hả? Ông là... Bà không nhận ra tôi à? Ông... gớm ghiếc lắm phải không? Ông à, tôi tưởng bà bỏ đi là để có cuộc sống sung sướng hơn lúc bà sống cùng với cha con tôi. Tôi không ngờ bà lại như vậy. Đáng đời bà. Đáng đời bà lắm.
Găng tay này không phải dùng để dọn rác chứ chưa Mai? Mai chưa từng thấy lão ấy dùng loại găng tay này. Nạn nhân chưa có tiền sử xài ma túy và không thể nào biết được bao nhiêu liều lượng để giết một người. Chỉ có người rành về ma túy mới có thể biết được điều đó.